Đồ Cốt Hiền kính chào quý vị. Hiện nay là buổi trưa ngày 30 tháng 3 31 tháng 3 năm 2017 và chúng tôi đang xếp chiếc sập gỗ mun Angola lên xe để chuẩn bị chuyển cho một khách hàng, anh ở Phùng Xá, anh ở làng dệt các cái khăn mặt ở thôn Phùng Xá hay là xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Thì cái này anh đã đặt được cách đây cũng chừng hơn một tháng rồi. Đến lúc này chúng tôi mới từ cái lúc mộc lúc này mới là hoàn thiện xong. Và cái sầu gỗ mun Angola thì vân nó đẹp tuyệt sắc như thế này đây, quý vị xem. Và hiện nay ở Đồ Gỗ Đức Hiền nó vẫn đang còn những cái sản phẩm tương tự. Trân trọng kính mời quý khách bất chút thời gian về Đồ Gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999. Còn một cái dạ nữa luôn. Đủ bốn cái rồi. À đủ cái cả bốn cái rồi gì? Bây giờ các cái chân đúng không? Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và đây như quý vị thấy là các cái sập xếp và la liệt, rồi kệ, rồi ghế, rồi trường kỷ vân vân. Cái gì cũng nhiều. Nhìn nhá, đúng số nhá. Đủ 4 chân chưa? 4 chân, 4 dạ, 1 mặt. Có thế thôi, xong về nhà ăn cơm rồi đi. Xin tạm biệt quý vị tại đây.